kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 7 tháng 9 của Dusan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giới thiệu cải tiến giúp boiler loại bỏ lỗi rủ khí mối hàn. Phát biểu tham luận tại hội thảo về đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tỉnh Quảng Ngãi. Đào tạo nâng cao thực hành tại chỗ kỹ năng hàn dành cho công nhân nhà máy MHS. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những tìm tòi thử nghiệm, các thành viên tổ panel machine nhà máy boiler đã thành công trong việc loại bỏ 100% lỗi rỉ khí sản phẩm panel thông qua việc áp dụng casing cho máy hàn, phương pháp hàn và chất xít. Hàng ngày, tập thể đội panel machine vẫn thường dùng máy hàn MBM và GBM để hàn phim và tu bi trong công đoạn đầu của việc sản xuất tấm panel. Tuy nhiên, vấn đề làm đội phải trăn trở từ rất lâu là làm sao để giảm lỗi rỉ khí hay đầu của các tấm panel sau khi hoàn thành. Đây là vấn đề đã bị khách hàng Lilama dự án sông Hậu 1 phàn nàn và chúng ta đã phải tốn rất nhiều thời gian cũng như nhân công để sửa chữa, khắc phục những lỗi đó. Năm nay cái issue lớn nhất của bộ phận chúng tôi là về vấn đề lỗi BO ở ngoài công trường đối với sản phẩm panel. Thì nắm bắt issue này thì bộ phận chúng tôi đã rất là quyết tâm hoạt động chủ đề OE về giảm thiểu cái lỗi BO này. Dưới sự dẫn dắt của anh Trịnh Văn Dương, cả đội đã quyết tâm đi tìm giải pháp và với tinh thần sáng tạo không ngừng kết hợp với việc tận dụng tối đa nguồn lực bên trong, đội đã bàn thảo vấn đề với một số thành viên bộ phận MM. Và sau quá trình phân tích kỹ nguyên nhân, họ đã đưa ra một loạt các giải pháp kết hợp bao gồm casing dít tăng tiết mát cho hai đầu tấm panel, casing dít gia nhiệt cho tấm panel, casing máy che phòng shot glass, casing lại ruler cuốn phim máy hàn MBM và nhiều giải pháp phụ trợ khác. Thì qua chủ đề này thì cho thấy cái sự đồng lòng từ quản lý BHM, Informan, Joker và tất cả những anh em thợ hàn dưới xưởng. Thì chúng tôi đã tiến hành hoạt động là casing, khi lò sấy xe ống trước khi hàn, cũng như là tiến hành là casing bảo trì là hệ thống máy móc, hệ thống tiếp mát, cũng như là áp dụng triệt để cái vấn đề chất xít. Khi có vấn đề thì chúng tôi sẽ issue ngay và cùng nhau tiến hành giải quyết. Thì qua cái chủ đề này thì hiệu quả của chủ đề là sản phẩm giao cho công đoạn sau là đã giảm được rất nhiều cái lỗi rỉ khí. Và mục tiêu kế tiếp của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp tục casing để loại bỏ được 100% cái sản phẩm và tiến tới perfect quality sản phẩm panel công đoạn đầu trước khi diễn ra công đoạn sau. Sau thời gian áp dụng những giải pháp này, đội đã thu được những hiệu quả đáng khích lệ như loại bỏ lỗi công trường, đặc biệt là lỗi rỉ khí, không còn bị khách hàng phàn nàn, đảm bảo chất lượng về thời gian giao hàng và đặc biệt là giúp công ty giảm 1.392 giờ công sửa chữa lỗi cho dự án Vĩnh Tân 4 mở rộng. Nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức chương trình hội thảo về hoạt động đổi mới và đại diện của Dusan Vina đã có bài tham luận tại đây. Tham gia hội thảo có lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Năng suất Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, đại diện của các đơn vị và doanh nghiệp đã được nghe cũng như có những chia sẻ về phương pháp vận hành hoạt động đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng mà đơn vị mình đang vận hành và đem lại kết quả cao. Mặc dù mỗi đơn vị và doanh nghiệp đều có cách áp dụng khác nhau, nhưng hầu hết đều đã gặt hái được những thành quả nhất định. Đại diện Dusan Vina, anh Phạm Hồng Phương, khối quản lý chất lượng, đã trình bày bài tham luận cải tiến nâng cao giá trị cạnh tranh chất lượng, giá thành, giao hàng và an toàn, gọi tắt là QCDS, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của công ty kể từ khi hoạt động này được vận hành từ năm 2009. Theo đó, Dusan Vina lấy hoạt động 3D5S và trực quan hóa làm nền tảng để thúc đẩy các hoạt động khác như cải tiến, tinh gọn sản xuất, phát triển. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn như thế, doanh nghiệp cần quan tâm thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo một cách mạnh mẽ bằng cách ứng dụng các công nghệ hiện đại, công cụ và hệ thống quản lý tiên tiến để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao vị thế cũng như uy tín trên thị trường.
nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng đọc và phân tích bản vẽ trong chế tạo và lắp ráp. Bộ phận đào tạo đã triển khai chương trình đào tạo thực hành nâng cao tại chỗ cho 34 công nhân nhà máy MHS. Chương trình đào tạo diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 8, dành cho các công nhân sản xuất của nhà máy MHS, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của các giảng viên nội bộ đến từ bộ phận L&D, Design và bộ phận MI của nhà máy MHS, nhằm giúp họ nâng cao kỹ năng trong chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cấu trúc và sản phẩm kết cấu thép. Nội dung khóa học tập trung vào việc giúp các học viên nắm bắt kiến thức tổng quan về bản vẽ và tiếp cận bản vẽ của các sản phẩm được nhà máy MHS sản xuất, cách đọc và nhận biết các ký hiệu cơ bản trong bản vẽ như sự khác nhau giữa hệ thống chiếu góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba, đọc và phân tích bản vẽ cấu trúc cũng như hiểu rõ về nguyên nhân và cách phòng ngừa các lỗi thường xảy ra trong sản xuất cấu trúc và kết cấu thép. Thông qua sự kết hợp xen kẽ giữa nội dung lý thuyết và thực hành vẽ tách các chi tiết trong bản vẽ các cấu trúc và bản vẽ kết cấu, các học viên có thể hiểu sâu hơn về công dụng của từng chi tiết trong sản phẩm cấu trúc và kết cấu thép, đồng thời có thể tự tin trong việc đọc và phân tích bản vẽ về sau. Đây là một trong chuỗi đào tạo của khóa nâng cao kỹ năng hàn cho công nhân kéo dài trong 2 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Trong chuỗi đào tạo này, nhiều lớp lý thuyết và thực hành sẽ được tiến hành tại chỗ ngay nhà máy và vị trí mà công nhân làm việc. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. A loop, coil, or section of loose line can injure or kill if the line suddenly tightens. These hazards are commonly known as bites. People working near bites need to watch feet and hand placement. Never stand in the bite of a line. Allow a body part to be caught in the bite, or stand near a line that's coming under tension. Pinch points are created where lines meet fixed objects or other lines under tension. The extreme force of a taut line over a metal fitting can catch and crush fingers and hands, toes and feet. Be especially aware of loose gloves or clothing which can be caught at a pinch point. Snapback is potentially the most deadly of all line handling hazards. A worn line, the wrong line, or a line under too much tension can part, snap back, and recoil, striking anything in its path with tremendous force. Always avoid the snapback zone, the likely path of a parted line. A best practice is to paint the snapback zones on the deck plating as a reminder. Snapped lines, which are wrapped around a lead under tension, can be even more deadly, since they can swing around the lead in a larger arc, increasing the snapback zone. And snapped lines, traveling at the velocity of rifle shots, can also bounce and ricochet off solid surfaces, killing on the rebound too. Bản tin trưa nay của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V8N65. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.